Chuyện gì vậy? Ông muốn gì? Liên quan gì đến ông? Tôi là ông chủ ở đây. Vậy được, ông chủ đây giải thích dùng bọn tôi. Chúng tôi có chip, mà dựa vào đâu không cho chúng tôi đổi? Đúng, chip bọn tôi dùng tiền mua mà sao giờ không cho đổi? Mấy người là sòng bịp hay gì? Ăn chip không cho đổi tiền. Đổi tiền, đổi tiền, ông chủ đám người này cứ liên tục tới lui đổi chip. Còn là chip nhỏ 150 tệ. Tôi nghi ngờ chip của họ là giả. Huynh đệ cứ yên tâm, chúng tôi mở được sòng thì trả được tiền. Miễn là chip của cậu mua từ chỗ chúng tôi thì tôi sẽ đổi cho cậu. Nhưng hãy cho tôi xem chip trước. Người đàn ông đưa hai con chip trên tay. Châu Thiên Sinh cầm chip liền quan sát mấy con chip này. Trong nhà sòng chính là tiền, cũng là nền tảng của sòng bạc, nhưng ở bên ngoài thì chỉ là một món đồ chơi bằng nhựa. Chip này là tôi nhờ Tô Mai đặt làm trực tiếp. Đừng nói Châu Thiên Sinh, mà ngay cả người làm ra nó cũng không thấy gì khác biệt. Gọi tài chính qua đây, so sánh mã của mấy con chip này xem, xem thử chip này là thật hay giả. Ai mà không biết, đây là cách sòng bịp của mấy người hay làm. Nói gì mà mã, chẳng qua là tính lừa bọn tôi, nói chip của chúng tôi là giả. Mấy người mở to mắt ra mà nhìn. Đây là một sòng bạc bịp, chip chúng ta thắng được họ không cho đổi. Sòng như này mà mấy người còn dám chơi à? Đổi hết chip dùng tôi. Người có tâm lý bầy đàn, mọi người lúc này ai cũng lo chip của mình không được đổi. Thế là từng người một lao tới quầy lễ tân để yêu cầu đổi chip, nhất thời cả hội trường hỗn loạn rối tung. Cho dù Châu Thiên Sinh làm gì cũng khó xoa dịu tình hình này. Trước tiên bắt mấy tên đó lại, chip của chúng nhất định có vấn đề. Sòng bịp tính bắt người, mọi người cẩn thận. Ông chủ Châu, hoàng tử tới để tặng quà mừng. Chúc ông chủ Châu tiền vào như nước, mau phát tài. Các huynh đệ, có lên quà chúc mừng ông chủ Châu. Chạy nhanh lên, rắn kia. Sở Lục, mọi chuyện là do mày làm đúng không? Đúng, là tôi làm. Đám ăn xin này cũng do mày dẫn từ Hà Bắc tới à? Đúng. Muốn chơi dơ phải không? Vậy hôm nay tao thành toàn cho mày. Hôm nay từng người một ở đây, không ai có thể rời đi. Thiên Sinh, không cần chấp nhặt với đám nhóc này. Không phải là muốn chơi ư? Quản gia tôi lăn lộn ở Hà Bắc hơn 10 năm, sóng gió gì mà chưa từng thấy chứ? Tôi không tin hôm nay lại bị mấy tên ăn xin quần què này làm hỏng việc kinh doanh. Chúng nghĩ người đông chứ gì? Đi thông báo cho anh em Vinh Môn ở Tâm Môn Vệ, cứ nói có cái bang Hà Bắc tới đây giành địa bàn. Vâng quản gia. Tiểu tử, quản gia ta không diễn với mày. Hôm nay mày mà không để lại tí đồ trên người thì quản gia ta không để mày cứ vậy mà đi đâu. Ở Tân Môn Vệ này, quản gia không có gì, chỉ có đồ đệ đồ tôn là nhiều thôi. Tôi biết những gì quản gia nói không phải ra ai. Đám lão tặc có xuất thân như ông ta, chưa nói tới đám tiểu tặc thuộc hạ, mà ngay cả tặc vương, ông ta cũng có quen biết. Dù họ có xích mích, nhưng một khi đánh người ngoài thì đám tặc vương này vẫn sẽ giúp đỡ nhau. Lão quan, đây là tranh chấp của người Hà Bắc, cao mại Tân Môn Vệ như ông không cần thiết phải tham gia đâu. Hạ gia, ngài quen tiểu tử này ư? Có chút duyên. Hạ gia, nghe ý ngài là muốn nhảy vào vũng nước đục này à? Hạ gia, hôm nay là chuyện của Lam Đạo bọn con. Theo lý mà nói người đã rời Lam Đạo, đã nói không màng tới chuyện Lam Đạo, bây giờ người đột nhiên can thiệp, có phải là hơi vô lý không? Hạ Tùng bá ta, hứa sẽ không xen vào chuyện của Lam Đạo, nhưng không có nghĩa người khác không tham gia. Ai? Tôi. Để ta giới thiệu với các vị, đây là tiểu nữ, Hạ Tiểu Thi. Hiện tại nó khá hứng thú với chuyện của Lam Đạo. Hello. Không ngờ con gái của Hạ gia lại một mình lập nghiệp, nhưng tôi vẫn có chút tò mò. Tiểu Thi, con là người của Tân Môn Vệ, con sẽ không vì một tên nhãi tới từ Hà Bắc mà dẫm vào chuyện của ta chứ? Quản gia hiểu sai rồi, không ai muốn dẫm ông, nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn bạn mình bị thương ở đây được. Tôi nghĩ mọi người có thể sử dụng một cách hòa bình hơn để giải quyết vấn đề. Được rồi, cứ theo như những gì cháu nói, chúng ta sẽ tìm cách khác để giải quyết. Tiểu tử mày có đồng ý không? Cách gì cơ? Vì đang ở Tân Môn nên chúng ta cứ dùng văn đả của Tân Môn giải quyết thôi. Cái gọi là văn đả, còn gọi là văn đấu, là cách thức độc nhất ở Tân Môn. Hai nhóm gặp nhau, một bên phải ra một người. Người này không đánh nhau mà phải chịu đòn, thường sẽ nằm xuống đất bảo vệ đầu cùng hạ bộ rồi cho đối thủ đánh. Người này nếu bất mãn hoặc la hét chửi rủa hoặc cười, ở Tân Môn gọi đây là mại uyển. Uyển chính là cách chơi, chỉ cần người này hét tiếng đau hay đớn thì xem như thua, còn đối thủ đánh thoải mái. Chỉ cần không đánh chết, cuối cùng không đánh nổi nữa, đồng nghĩa đối phương bỏ cuộc thì xem như thua. Còn một cách chơi nữa, ví dụ đầu tiên đâm mình một nhát, nếu đối phương dám thì cũng tự đâm, cứ đâm qua lại, ai gục trước thì thua. Còn một loại là võ đấu, hai bên thỏa thuận địa điểm, khi gặp nhau không cần nói gì, trực tiếp tham chiến. Tuy nhiên cách chơi này cần tiền đề, ví dụ nếu địa điểm nằm trên một con phố, các cửa hàng nhà ở hai bên đường sẽ được thông báo trước, nói với họ mấy giờ ở đây sẽ có đánh nhau, để họ đóng cửa, không thôi lại rước họa vào thân. Dù là văn đả hay võ
đấu thì ở Tân Môn Vệ đều là quy định như vậy. Thấy tôi không nói gì, quản gia liền nói, Văn Đả ta nói khác với Văn Đả ở Tân Môn Vệ. Mày thuộc Thiên Môn, tao theo Vinh Môn, thủ nghệ của chúng ta đều quyết bằng một chữ nhanh, cho nên chúng ta thi thử xem ai có tốc độ tay nhanh hơn. Nếu như mày thua thì đền bù tổn thất hôm nay của sòng bạc, cộng thêm quỳ xuống gọi ba tiếng ra ra rồi bỏ ra ngoài thì coi như xong. Nếu như tao thua cũng y vậy, đồng thời mấy con chiếc giả của bọn mày tao sẽ cho đổi hết, sao có được không? Lão già, ông biết xấu hổ không vậy? Tự xưng mình là cào mãi Tân Môn, đồ đệ đồ tôn ở khắp Tân Môn, kết quả giờ lại cùng Thiên Môn đi sau thủ pháp của Tân Môn, thể diện đâu rồi? Mày là ai? Ta là bà cô của mày. Nói đi, muốn chơi như nào? Hôm nay bà cô sẽ chiêu. Cô cũng là Vinh Môn ư? Bớt hỏi đi, muốn chơi thì chơi, đừng có lắm lời. Hay lắm, nhà đầu ba sợi tóc. Hôm nay ta sẽ cho mày biết chữ tử viết như nào. Cứ theo quy tắc Vinh Môn, bách thủ gia liễu cụ dám không? Thoải mái, hay đổi chó khác đi. Đi chuẩn bị đồ đi. Hôm nay ta phải cho mày mở rộng tầm mắt, xem thủ nghệ mà tổ tông Vinh Môn truyền lại. Này tiểu tử, tao cũng muốn đấu tay đôi với mày. Dám không? Tao sợ mày chắc. Nói đi, chơi như nào? Cực gì, nếu như tao thắng thì sau này cút ra tí, không được gặp lại Hoàng tiểu thư. Nếu mày thua thì sao? Tặng mày một cánh tay. Được, hắc gia chiều mày. Hai người lui lại đi. Đợi tao dọn dẹp xong, nhà đầu không biết trời cao đất dày này, rồi tính. Khi nói chuyện, đệ tử của quản gia đã đem dụng cụ tới. Bạch thủ bóc trứng, liêu cừu lấy nhẫn, để vào trong bát, mà không vỡ. Người bóc xong trứng mới được lấy nhẫn. Ai lấy được nhẫn bỏ vào bát trước sẽ thắng. Nhà đầu ba sợi tóc, dám chơi không? Bạch thủ cùng liễu cứ là chiêu của Vinh Môn. Bạch thủ ý chỉ không dùng công cụ nào, còn liễu cứ ý nói đồ vật. Tôi biết tiểu đoá giỏi dùng dao, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy dùng bạch thủ. Nhất thời, tôi có chút lo lắng cho tiểu đoá. Tôi thấy tiểu đoá cau mày, nhưng cô ấy vẫn nói, đừng dài dòng, bắt đầu đi. Các con, nhìn cho kỹ, đây gọi là Thái Vân Bương Nguyệt. Nhìn kỹ, đây gọi là bộ bộ vi danh. Đám tiểu tặc vừa vỗ tay vừa hò hét. Quản gia đắc ý, thản nhiên nhìn tiểu đoá. Lúc này, tiểu đoá cầm quả trứng bằng ngón cái và ngón giữa, ngón trỏ nhanh chóng bấm xung quanh quả trứng. Tốc độ của tiểu đoá cũng rất nhanh, nhưng sự thành thạo có vẻ thua quản gia một chút. Quản gia có thể vừa bóc trứng vừa nói chuyện, nhưng tiểu đoá thì cau mày, nhìn thẳng vào quả trứng, sợ rằng không cẩn thận sẽ làm vỡ quả trứng. Tiểu nha đầu có chút nghề đó, nhưng vẫn còn hơi non. Các con xem kỹ đây, dạy các con lấy tiền từ lửa. Chiêu này là hỏa trung hủ lật. Cảnh tượng này khiến tôi hơi sốc, lấy được nhẫn đồng nghĩa với tiểu đoá thua. Lúc này tiểu đoá vừa mới bóc trứng xong cho vào bát, cô cách quản gia 6-7 mét, muốn đến giành nhẫn có lẽ đã muộn. Đúng lúc tôi đang hối hận thì thấy tia sáng vụt qua trước mắt. Đồ kiếm ăn mất rồi, xem mày làm được gì. Nhìn thấy cảnh này tôi hơi run, bởi vì quy tắc nói rõ ai bỏ nhẫn vào bát trước thì xem như thắng. Mà lúc này nhẫn đã nằm trên nhíp của quản gia, hắn chỉ cần quay người bỏ vào bát thì xem như đã thắng. Nhà đầu à, giờ nhận thua còn kịp, nếu không lát ta sẽ bắt người nuốt cái nhẫn này. Mày chơi bẩn với tao à? Ông sống 3 năm uổng phí ghê. Nếu tôi chơi bẩn thì lấy mạng ông luôn rồi. Còn vì sao để ông lấy nhẫn trước? Là do dao của tôi quá ngắn, lửa lại lớn dễ bị bỏng, nên mượn nhíp của ông để dùng thôi. Ông tưởng tôi bóc trứng chậm hơn ông à? Nói cho ông biết, khi tôi 6 tuổi đã có thể bóc trứng sống bằng một tay rồi. Không phục cứ đấu lại. Chúng ta chơi lớn tí, xem nhíp của ông nhanh hay đao của tôi nhanh. Cô có quan hệ gì với Ngưu gia? Bỏ đi, thua bởi người của Ngưu gia cũng không oan. Ông chủ Châu, hôm nay ta thua rồi, chuyện ở đây ông tự xử lý đi. Sau này ta sẽ sống bằng Vinh Môn tiếp vậy. Chuyện lam đạo mấy người ta không xen vào nữa đâu. Ra, Sở Gia. Nói xong, quản gia đứng dậy trực tiếp rời đi. Đây chính là giang hồ Tân Môn, có chơi có chịu, tuân thủ quy tắc. Quản gia vừa đi, bên cạnh Châu Thiên Sinh chỉ còn Tứ Đại Hán Phỉ cùng người ông ta đem từ Hà Bắc tới. Sở Lục, ta cho mày cơ hội cuối cùng, mày nghĩ kỹ đi, nhất định muốn làm kẻ thù của tao ư? Rõ ràng ông đụng tôi trước. Được, Nhị Mao Tử, đến lượt ngươi rồi. Trước tiên đánh chết con chó bên cạnh Sở Lục, rồi tao sẽ tính sổ với hắn sau. Nghe đây, tao sẽ xử tiểu tử này trước, sau đó đến lượt bọn mày. Mặc dù tôi chưa thấy Nhị Mao Tử ra tay, nhưng tôi từng nghe Chu Ca nói tên khốn này từng đánh nhau với gấu. Mặc dù hắn phải vào bệnh viện, nhưng con gấu cũng chết. Chỉ từng đó thôi, đã thấy hắn là đối thủ khó chơi. Muốn chơi sao đây? Má mày tưởng đây là võ đài à? Còn chơi sao nữa? Nói cho mày biết, không có quy tắc, đánh chết thì thôi. Lão Hắc cứ chơi hết sức, nhưng đừng miễn cưỡng. Quyền chủ động bây giờ thuộc về chúng ta.